Đây, cô nhìn xem. Đấy, cái này mà chảy chữa thì không phải nghĩ cô nhá. Mà đen thế nhỉ, đi đến đây thì lại bị chẹp hơi thế này. Quanh đây chả biết cái chỗ nào mà xem mà bơm nhờ cái lốp khung. Trưa này người ta ngủ miệng có làm phiền không nhỉ? Cái vũ chỗ này mình lơ là cái là có thằng khác nó đến chảy mất rồi hay sao? Ôi chủ ơi, cô Thanh Hữu! Cô Thanh Hữu! Cô Thanh Hữu! Anh gọi gì đấy? Mày ba cô có nhà... À, nhà có chó trước gì không đấy? Nhà em không có chó đâu, có mỗi anh đang gọi thôi. Thế năm nay anh không đi buôn nữa à? Có, tôi vẫn phải đến hẹn lại lên chứ. Thế bình thường, mọi năm em thấy anh đi buôn là có cái giỏ ở đằng sau xe mà năm nay sao không thấy? Tôi vừa chảy được một món bưởi mi bưởi hồng của cái cô ở ngoài đầu ngõ đây là vẫn để trọt ngoài đấy. Thì tiện thì đi vào đây xem hỏi cô xem. Đấy thì vừa chảy cái món bưởi da hồng của cái cô ở bên kia đã mọc nước mà ngon lắm. Đây cứ hỏi cô chủ đây chứ mình cũng không biết đâu. Yên Sơn ạ? À? Anh đi ra chỗ ngã ba nhỏ nhỏ là xong rẽ tay phải đi vào trong được một cây nữa. Vâng. Cũng đi mua hoa quả hay sao ấy nhỉ? Mấy người này ấy. À không, nhà cô ở gần làng nghề Phương Nam nên là từ đây này chỉ đường cho người ta đi mua thuốc thôi anh ạ. Thế cô có bán thuốc nam không? Không, nhà tôi không bán thuốc. Thuốc là phải nghề gia truyền người ta làm, nhưng mình có biết gì về nghề đâu anh. Thì cô xem tìm hiểu xem, tôi cũng muốn mua một cái món bài thuốc dạo này đi chảy quả chảy ấy đấy. Ui, trèo cây nhiều, yếu sinh lý lắm. Trèo cây thì liên quan đến yếu sinh lý. Anh để nói nghe chả liên quan đến nhau cả. Trèo cây nó mất trước chị đi khám, tôi thấy từ ngày đi buôn cái hoa quả này chảy quả ở trên cây nhiều, trèo leo nó cao, nó mệt mỏi lắm. Đi khám nó lại tỏi ra cái bệnh yếu sinh lý. Nếu như anh có nhu cầu cắt thuốc gì đấy, tí nữa mua bán ở đâu xong thì anh cứ theo cái đường tôi chỉ đi vào đấy mà hỏi, trong đấy nhiều người ta cắt được. Chẳng mấy khi cũng là chỗ quen biết thì cô ở đây thì lúc nào tiện thể dịp nào đấy thì cô dẫn tôi vào đấy, tôi muốn bốc một liệu trình cho nó khỏe khoắn lên một tí, chứ còn hòn hà hòn nhăn này chẳng đây thì những cái quả trên đỉnh nhà mình không chảy được, tiếc lắm. Hôm nay anh đến có việc gì? Cho tôi bơm nhờ cô một cái. Sao lại bơm nhờ cô một cái? Quá, tôi xe tôi nó đến gần nhà cô thì nó bị chả biết nó thủng hay nó bục hay nó dính gai, nó hết hơi. Cô xem có cái bơm, cho tôi bơm nhờ cô một cái. Thế là anh mượn bơm xe đúng không? Vâng. Thế phải lòng vòng mãi, đứng ở đây tôi lấy cho. Lúc thì càng ngày càng thấy nở nang ra. Đúng nhỉ, nhà điều kiện có khác, chồng nó cũng biết chăm sóc mà chưa chặt đâu. Ôi, Đây, anh bơm đi, anh bơm một cái hay anh bơm mấy cái cũng được, lúc nào mà nó căng hơn anh giả đây. Chắc có cái bơm xịn chứ. Cô với năm ngoái nhìn thấy đẹp đẹp mà năm nay nhìn đẹp thế. Anh này cứ khéo mồm, mà anh có khéo năm nay cũng mua vú sữa để mà mua đâu. Nhưng mà tôi nhìn thân hình cô như thế này là thời gian đấy cũng không thấy thay đổi già đi mà lại còn trẻ ra thì chắc chắn thằng chồng cô cũng mắc bệnh giống tôi thôi, công nhận không? Anh này cứ vơ đũa cả nắm, chồng tôi mà như anh thì có mà. Thì tôi chỉ có kinh nghiệm của tôi là nhìn là vì sao cô lại tươi tốt đẹp thế này. Ông chồng thì chắc là cũng hòm hèm thôi, tôi biết mà. Ăn tốt không bằng nhốt riêng, nó không làm ăn được gì đâu, tôi biết mà. Bơm cô xịn thế này thì chắc chỉ nhấn phát hai phát là được đấy nhà cô nhỉ.
Đấy là còn tùy theo sức của anh. Anh mà khỏe thì phát 2 phát, anh mà chả khỏe thì có 10 phát chưa chắc đã lên thôi. Ôi, tôi rồi chỉ có tuổi rồi, khỏe khoắn như gì nữa. Thấy vợ nhiều khi nó rửa thịt một tí là đã đây dùng hết cả mình rồi. Anh cứ nói thế, làm sao tôi tin được. Cô ngồi giữ hộ tôi một tí. Cái này không cần phải giữ. Không, tôi nhấn một cái bơm này nó áp nó mạnh, nó lại phụt ra luôn đấy. Anh cứ thử bơm thêm, nếu mà nó xỉ hơi thì tôi mới giữ cho. Đây này, cô cứ giữ hộ tôi tí thôi. Anh cẩn thận thật đấy. Nhà tôi bơm xe thì có bao giờ phải giữ đâu. Hộ tôi một tí chứ có thế nào đâu. Đấy, được chưa cô? Được rồi anh ạ. Bơm nhà tôi bơm chuẩn, thấy chưa? Căng đét rồi này, anh đừng bơm nữa mà nó lại nổ lốp. Cậu nhảy nhấn có 2 phát thì căng phanh lên rồi. À. Sao anh không quên vặn van vào nó lại xì hết thôi? Tôi, cô đứng ở đấy tôi vặn van, nó thấy nó không vặn được. Cái anh này buồn cười thật. Đấy, anh đi mà vặn van. Đang ngồi thì cứ đứng ở đấy. Ôi tôi chết rồi cô. Nó lại hết hơi rồi. Cái anh này lắm chuyện thật. Nhanh lên tôi giữ cho một nốt lần đời rồi đấy. Không quá tang ba bận đâu. Thôi chứ chết phiền cô gốc để thương cho người hoạn nạn. Anh cho vòi vào tôi đứng giữ cho. Bơm mãi được cái hơi xong nó còn không thể vật van vào cơ. Nhanh lên tôi giữ cho, tôi còn có việc. Đến giờ tôi cầm nước rồi đấy. Anh thế nào mắt kém đấy? Thật sự giờ có tuổi rồi nó mắt nó nhập nhẹ. Tôi giờ có tuổi rồi mắt nó cũng nhập nhẹ. Nó nhìn nó cũng không rõ được đâu. Mà anh bơm nhanh lên, tôi đi nấu cơm muộn rồi. Nó cứ lóa hết cả, nó cứ tối om om nhanh. Cô giữ hỏi tôi tí. Nào nhanh lên. Đấy mà, phụ trai chú. Cô giữ chặt một tí chứ cô giữ cứ ở trên kia thì nó lại phụt hết cả hơi ra ngoài đây này, lại không được chú. Khổ quá, nắng quá, anh đứng ở dâm một tí đi. Trời đã nắng rồi. Chị sử dụng cái bơm xịn, tôi cũng chưa biết sử dụng. Cô giữ, cố gắng giữ chặt cho tôi một tí nữa. Nó lần lẻ thôi nhá, và nếu mà anh không bơm được thì tôi cũng kệ anh đấy. Được chưa ạ, cô? Đấy, căng rồi đấy anh ạ. Mà, thôi, cả nó nổ lốp. Anh vặn van đi nhanh lên, tôi tránh xa ra cho. Gươm cổ làm cứ như là cái bom nổ chậm. Ai biết đâu ý, lần trước do tôi đứng gần nên là anh không vặn được van đấy. Được rồi cô ạ. Thôi, bây giờ tôi muốn nói với lại cô chủ là thế này. Cũng qua bao nhiêu thời gian vô tôi mới quay lại đây để xem cái món vú sữa của cô, xem có ai chảy chưa không thì để cho tôi. Đấy thì vú sữa nhà tôi đấy, anh mua mọi năm nó cũng quen rồi, anh xem có được tôi để cho. Vâng, chị là cái vú sữa của cô ấy, tôi chảy quả nào là về bán là đắt hàng quả đấy. Chuyện cây nhà tôi người sao của nó chưa bao làm vậy, người có tươi tốt thì quả nó cũng ngon. Cô chặt thử tôi thử nếm thử cái xem năm nay nó có ngọt hơn năm ngoái không. Nhưng mà quả năm nay cái vú sữa của cô thế nào mà nó cứ quắt thì lìa ra thế kia nhỉ? Năm nay hết mùa mà thời tiết năm nay nhà nào cũng thế anh ạ. Nó mất mùa, cây nhà nào nó cũng quắt kiểu thật đấy. Mà mất mùa thì được quả nào thì nó mới giá trị quả đấy cô ạ. Cô cứ chặt thử cho tôi quả xem. Thôi được rồi, ra đây tôi chảy cho. Cái món xào chật cho nó dễ. Anh định làm thế nào? Cô chỉ cần cái này thôi, chỉ nữa cô nhìn em đấy.
cách tôi làm. Cô đi vào đây tôi hướng dẫn xong sau bận sau bảo thằng cú bố nó ở nhà nó thiết kế tỏ. Ở đây này qua có cái này. Cái này, cô nhìn xem tôi thiết kế cái. Đấy, cô nhìn xem. Đấy, cái này mày chạy một chữa gì, không phải nghĩ cô nhá. Anh thiết kế được quả thảo này, yêu nhỉ? Không cứ đứng đây tôi chạy thử cho mày xem. Đấy, có nghĩa này mà. Khi nó há ra, nó ngoạc vào cái quả cũng chữa cô nhỉ? Đấy, cô nhìn xem tôi chạy cho cô xem nhá. Bắt đầu đưa đến cái tôm, cái món gì quả chùm ba đây nhá. Đấy, há thật, cho cái miệng ra. Cho đúng vào đấy, nó quạt nó lại. Đấy. Đây. Cô thấy ngon lành không? Được luôn đấy. Đấy. Thằng nào, bọn anh cứ hay đi mua hoa quả, hóa ra là có mẹo này, nó biết nhà. Ôi, nhưng mà thế nào vũ chiếu của cô năm nay quả chỉ bé tí bằng cái ngón tay cái này. Mọi lần, mọi năm tôi đến mua là vũ chiếu của cô nó có phải nắm cỡ tay cơ mà. Anh buồn cười thật. Bây giờ á, người già có không chỉ là cây. Cây bây giờ nó già quả nó kém hạt lại thôi. Như này, đã dặn cô rồi, đến cái đầu mùa ấy là cô chắc lại để cho đàn bà hái phải không? Nhà tôi thử cây bây giờ quả nó chính là ở ngay cổng thì ai đẩy làm sao tôi biết được. Quả được phát được đâu. Quả chính với đầu mùa là phải để đàn ông hái, cô hiểu không? Đàn bà hái là nó cứ nứt nẻ hết hoạt chứ. Nó hỏng hết cả quả. Nhưng mà liệu có phải thằng nào nó đến cô bà lại bán cho nó hết rồi đúng không? Bây giờ mới lại còn có mấy cái quả thâm đen xì ra. Bây giờ đến lượt tôi chạy đi bán thì bán cho ma nó mua. Mà tôi đã dặn kỹ cô rồi là đừng cho ai trông cho tôi cái cây vũ chữa này. Đừng cho ai người ta lên người ta nắn bóp bóp cái hỏng hết cả vũ chữa của tôi. Đấy cô nhìn xem cái quả giờ nó thâm xì ra thế này thì tôi mang đi bán gì ạ? Ai mua? Anh có vấn đề à? Vú sữa chín thì nó phải thâm phải tím, nó là vú sữa tím chứ không phải vú sữa trắng đâu. Bao nhiêu năm mua là anh cũng gặp nhà tôi nhà khác không? Lệch bạch, chẳng cứ thương về có thấy nó thâm như thế này không? Chờ nó lại. Anh không phải chết đứng chết ngồi, không mua là người ta bán cho người khác. Giữa trưa nắng nồi mệt mỏi, tôi chưa được ăn cơm đâu đấy. Thôi được chưa, cái đợt này thì tôi để cho cái thằng nào nó nhớ nó chảy rồi thì để nó chảy thôi. Thế thôi, anh không mua là anh đi đi cơm một cơm nước nó chảy. Đấy. Nhớ chứ cái sao này nhá, tháng năm là tôi đến tôi mua là sẵn để đấy tôi chọn mà cấm cho đứa nào sửa vào cái món này. Cô là cô hay cắt lép lắm đấy. Năm nay không mua được chắc thì tháng năm đã mua được còn phải giúp anh đi. Ôi cảm ơn cô nha. Anh cứ làm đi, anh cứ làm đi. Đấy, cô nhìn xem, riêng chảy cái này thì bao nhiêu quả cũng chảy được. Anh cứ cho hẳn vào đây. Mà, hẳn vào đấy. Đưa đi. Bỏ cái mặt bây giờ. Chị bỏ cái tay ra sao cũng thể. Dơ hẳn cho mặt. Bây giờ diễn luôn một cái đoạn đấy. Cái anh cứ nói đi. Thì đấy cô nhìn xem tôi thiết kế có chuẩn không này mà chảy vui chữa gì rồi ạ. Chỉ quả nào nó cũng phải vào đây hết thôi. Đó. Nhưng mà anh quay để anh quay vừa thôi, kéo vào mặt tôi sức anh không có tiền mà đền đâu đấy. Rồi rồi. Thế nào ạ? Anh mắt kém thế. Tôi giờ có tuổi rồi, mắt nó cũng nhập nhẹp, nó nhìn nó cũng không rõ được đâu. Mà anh bơm nhanh lên, tôi đi nấu cơm muộn rồi. Nó cứ lóa hết cả, nó cứ tối om om nhé. Cô giữ hỏi tôi tí. Nào nhanh lên. Đấy mà, phụ trai chú.